Dòng máu lạc hồng xin được chào các bạn. Chiều ngày 17 tháng 11 vừa qua, theo thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân cho biết, tại trường bắn quốc gia khu vực 1 Lục Ngạn, Bắc Giang, Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam đã bắt đầu khai mạc buổi diễn tập bắn đạn thật của lực lượng phòng không cho năm 2022. Tại đây, chúng ta có thể thấy được nhiều khí tài hiện đại trong biên chế Không quân Việt Nam. Lần lượt là pháo cao xạ 57mm, trận địa pháo 57 đã được triển khai và đồng loạt nhả đạn tiêu diệt mục tiêu trên không. Hay như tên lửa C-75M3, một phiên bản nâng cấp của tên lửa SAM-2 cũng được đem ra diễn tập phóng để tiêu diệt mục tiêu. Thế nhưng, nổi bật nhất vẫn là tổ hợp phòng không Spider có thể tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên. Đặc biệt tại đây còn có sự xuất hiện của ông vua phòng không tầm thấp là pháo phòng không ZSU-23. Theo Quân chủng Phòng không Không quân, mục đích của diễn tập bắn đạn thật của các lực lượng phòng không năm 2022 là nhằm kiểm tra, đánh giá tổng hợp về công tác huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, cũng như kiểm tra chất lượng vũ khí trang bị, kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật của các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Đây cũng là dịp tập huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cho toàn bộ quân chủng, nâng cao khả năng tác chiến, thao tác chiến đấu của các kíp chiến đấu phân đội, nhất là trong điều kiện ban đêm, tình huống phức tạp. Từ đó để rút ra được kinh nghiệm, tổ chức chỉ huy, điều hành chiến đấu và tổ chức huấn luyện cho bộ đội sát với thực tiễn, sao cho phù hợp với cuộc chiến tranh hiện đại trong tình hình mới. Và đặc biệt, năm nào cũng vậy, việc diễn tập cuối năm là để người dân có một cái Tết ấm no, đảm bảo cho vùng trời Tổ quốc không bị bất ngờ từ trên không. Theo quân chủng, trước buổi diễn tập, các chiến sĩ tham gia diễn tập phải huấn luyện, tập luyện hết sức vất vả, cường độ cao. Nhưng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, nên dù vất vả đến đâu, những người lính Cụ Hồ cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn đạn thật năm 2022 của Quân chủng Phòng không Không quân. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về trận địa pháo 57mm. Đây là loại pháo cao xạ tự động dùng để phòng không, được Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Pháo này có tầm bắn thấp và gần trung bình, từng được Liên Xô xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Trong tác chiến phòng không, pháo 57mm có tầm bắn 4.000m nếu dùng kính ngắm quang học và 6.000m nếu có radar dẫn đường. Trong một trung đoàn trang bị 57mm thường được bố trí thành 4 khẩu đội. Mỗi khẩu đội gồm 6 pháo, radar điều khiển hỏa lực, máy chỉ huy. Do từng được bắn tay vàng của người lính Việt Nam dùng để bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu chiến thuật tối tân của Mỹ, nên hiện nay pháo 57mm của ta vẫn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không tầm thấp. Bởi bên cạnh những tính năng công nghệ tự động hóa, có những trường hợp vẫn cần đến tài thiện xạ của người lính, nên pháo 57mm là cực kỳ phù hợp cho việc tập luyện cũng như chiến đấu. Thế nhưng, pháo 57mm vẫn chưa phải là vũ khí duy nhất của Liên Xô mà Việt Nam vẫn còn dùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây, Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ C-75 để bảo vệ vùng trời miền Bắc đối phó lại lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới. Dòng lửa C-75 hay SAM-2 khi đó đã bắn rơi nhiều máy bay chiến đấu tối tân của không quân Mỹ, bao gồm cả siêu pháo đài bay B-52. Dù đã qua ngần ấy năm, thế nhưng cho tới ngày nay, SAM-2 vẫn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không tầm cao nước ta. Bằng chứng là năm nào khi diễn tập, lực lượng phòng không của Việt Nam cũng đều trình diễn bắn đạn thật bằng tên lửa SAM. Tuy nhiên, tên lửa SAM mà bộ đội diễn tập vừa qua là phiên bản nâng cấp S-75M3 Volga 2 do Tổng Công ty Chế tạo Tên lửa Amat Antey Nga thực hiện vào năm 2011. Sau nâng cấp, hệ thống S-75M3 Volga 2 cung cấp tính năng tiên tiến như tự động theo dõi mục tiêu và dẫn hướng cho tên lửa trong môi trường tác chiến điện tử mạnh, tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu trong mớ hỗn độn các loại mồi bẫy điện tử. Khả năng kháng nhiễu điện tử của hệ thống tăng lên 20 lần so với C-75 nguyên bản. Duy trì theo dõi mục tiêu trong trường hợp mất tín hiệu tạm thời. Ước tính độ cao mục tiêu liên quan đến đường chân trời để cải thiện khả năng đối phó với các mục tiêu bay thấp. Thời gian từ khi bám bắt mục tiêu đến khi sẵn sàng phóng tên lửa giảm từ 8 giây xuống còn 3 giây. Và cuối cùng là giảm mức tiêu thụ điện năng. Về đạn tên lửa, sau nâng cấp tên lửa có khả năng bắn hạ mục tiêu ở tầm xa với 60km, độ cao 27km. Trước nâng cấp chỉ là 45km và 25km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 50km đạt từ 65 đến 98%.
tên lửa lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 195 km, khi nổ tạo ra khoảng 29.000 mảnh vỡ có phạm vi sát thương lên đến 65 m ở độ cao thấp hoặc 250 m ở độ cao lớn. Đài điều khiển hỏa lực nâng cấp đã có khả năng bám mục tiêu ở cự ly tới 100 km, có dẫn đường cho hai tên lửa tấn công mục tiêu cùng lúc. Kể từ khi nâng cấp lên C-75M3, sức mạnh của phòng không Việt Nam đã tăng lên đáng kể, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam. Một điểm đặc biệt là tại đợt diễn tập vừa qua, vũ khí hiện đại nhất là Spider cũng được đem ra thao diễn. Trong nhiều năm qua, tổ hợp Spider cũng đã xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, từ năm 2016, Việt Nam đã bắt đầu nhận những tổ hợp phòng không Spider đầu tiên từ Israel. Tổ hợp tên lửa phòng không Spider của Việt Nam hiện tại được đánh giá là một trong những tổ hợp phòng không tiên tiến hiện đại bậc nhất khu vực. Một trong những điểm mạnh nhất của tổ hợp tên lửa Spider đó là nó chưa hề phổ biến. Trên thế giới hiện nay mới chỉ có vài quốc gia sở hữu loại vũ khí này. Và Việt Nam, nhờ có mối quan hệ thân thiết với Israel, đã trở thành một trong số ít những quốc gia đó. Các tổ hợp tên lửa Spider của Việt Nam thường được đặt trên khung gầm của xe tải đa dụng RMMVHX. Đây là mẫu xe tải do tập đoàn Rheinmetall MAN của Đức thiết kế và sản xuất, có khả năng cơ động đa địa hình rất tốt. Bên trong khoang điều khiển của tổ hợp tên lửa Spider là những màn hình điện tử cùng hệ thống máy tính cực kỳ hiện đại, tân tiến. Bản thân phần mềm của tổ hợp này cũng được Israel thiết kế riêng. Spider của Israel được coi là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không tân tiến nhất trên thế giới hiện nay, khi sử dụng những loại tên lửa không đối không hiện đại bậc nhất thế giới. Theo nhà sản xuất, tổ hợp Spider là sự kết hợp giữa các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay về hệ thống chỉ huy, quản lý sử dụng vũ khí và xử lý thông tin tình báo. Spider là sự kết hợp của các mảng ghép công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới như hệ thống thông tin chỉ huy, hệ thống quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, hệ thống xử lý tình báo, hệ thống khí tài trinh sát mục tiêu đường không. Đây là những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo mạng lưới thông tin chỉ huy kịp thời, chính xác, bí mật và an toàn của tổ hợp trong tác chiến phòng không hiện đại. Mặt khác, Spider còn có thể đồng bộ và hiệp đồng tác chiến với các phân đội tên lửa phòng không khác loại, tạo ra hiệu suất chiến đấu cao nhất trên chiến trường. Spider cũng có các tính năng chống chế áp điện tử để đối phó hiệu quả và triệt tiêu ưu thế của địch trong tất cả các khâu của tác chiến phòng không, từ trinh sát, phát hiện mục tiêu, đảm bảo thông tin chỉ huy và chỉ huy xạ kích. Hệ thống radar trinh sát và chỉ thị mục tiêu của Spider có tên là LM2084. Nó được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ anten mảng pha quét điện tử chủ động. Anten của loại radar này gồm nhiều phân tử bán dẫn thụ phát chủ động tích hợp và có khả năng biến tần linh hoạt ở mức công suất phát rất thấp. Đây là các đặc điểm vận hành giúp loại radar này rất khó bị phát hiện và chế áp bởi khí tài trinh sát và chế áp điện tử của đối phương. LM2084 là loại radar quét mảng chủ động 3D hoạt động trên băng tần S. Loại radar này có khả năng phát hiện 200 mục tiêu mỗi phút, nhớ được 1.100 mục tiêu bay các loại để sẵn sàng khai hỏa. Loại radar này cũng có khả năng cảnh báo sớm, giúp tăng cường việc cảnh giới và có thể dự đoán trước được điểm va chạm của tên lửa hành trình đối phương, giúp nhanh chóng thông báo sơ tán cho các khu vực đông dân cư. Hiện nay trên thế giới, ít tổ hợp radar nào có được tính năng kỹ chiến thuật, đặc biệt là sự đa năng như LM2084 đang tích hợp trong Spider. Hệ thống radar của Spider được xem là cực kỳ đặc biệt và độc nhất. Hiếm có tổ hợp phòng không nào trên thế giới được trang bị loại radar tương tự. Cuối cùng là ông vua phòng không tầm thấp, bóng ma của cuộc chiến tranh lạnh. Pháo phòng không ZSU-23 đã từng chứng tỏ sự lợi hại chết người của nó, đặc biệt trong thời chiến tranh lạnh. Chúng là đối thủ khó chịu với các máy bay của khối NATO. Trong thập niên 1960 đến 1970, người ta còn gọi nó là vua phòng không tầm thấp. Với 4 khẩu pháo 23mm có tốc độ bắn nhanh và liên tục, gần như không trực thăng hay máy bay ném bom nào có tốc độ bay thấp mà thoát khỏi lưới lửa của nó. Các trực thăng, máy bay chiến đấu khi đang cất hạ cánh mà lọt vào trong tầm bắn của pháo đều gần như bị bắn hạ. Không chỉ hạ mục tiêu trên không, loại khí tài này cũng có thể dễ dàng phá hủy các mục tiêu như xe bọc thép nhẹ, xe quân sự. Nhìn vào sự thuần thục của bộ đội Việt Nam trong việc sử dụng các khí tài hiện đại kể trên, chúng ta có thể thấy sức mạnh và khả năng tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam vẫn luôn không ngừng được cải thiện theo thời gian.
Thành quả của sự luyện tập không ngơi nghỉ này chính là đảm bảo vùng trời và lãnh thổ quốc gia của Việt Nam là bất khả xâm phạm. Video tới đây là kết thúc rồi. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề hôm nay trong phần bình luận cuối video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên yêu thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của Dòng Máu Lạc Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!